mà đưa dạ cho anh chụp hình đi phải đi vậy đó. Dạ. À, chào cả nhà, hôm nay Thảo xuống Bến Tre thăm cái trường hợp của bà cụ đây này, mẹ già mà nuôi tới hai người con luôn, hai người con tật khờ chú gì đây đó. Ngồi đi. Ờ dạ thôi thì ngồi đây rồi con hỏi thăm ha. Dạ. Ngồi xuống. Thấy bây giờ có mình bà già lo cho hai người con vậy đó mà thấy. Thằng này với thằng này. Bà ơi, hai người này là hai chú này bị gì đây bà? Bệnh nên thằng này đi tới sụm té lên té xuống con. Dạ. Thằng này mất trí nó không nhớ. Chú này thì mất trí hả? Ờ. Còn chú này là sụm đi khó hả? Ờ, đi là khó. Tai biến hay sao vậy? Không có tại động nó chậm cái mà nó sốt hoài đó con. Sốt bài liệt. Sốt bài liệt hả? Dạ. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nó 48 gần 50 tuổi rồi. Dạ. Này 63 tuổi. Dạ, chú này 63. Ừ. Là hai anh em nhưng mà người lớn tuổi. Ừ. Người sáu mấy thì thật cái bằng chú. Còn anh này thì còn trẻ này, bốn mấy. Dạ. Anh có lập gia đình không anh? Chưa. Chưa lập hả? Dạ. Không có đứa nào có vợ hết. À chú này cũng có vợ luôn hả bà? Chú này cũng có vợ luôn hả? Không. Dạ. Không có thằng nào có vợ hết trơn á. Dạ. Trời ơi. Thấy khổ quá ha. À, rồi cái anh này là bị sốt bài liệt đúng không? Ờ, dạ, nhưng mà giờ còn đi được, còn nhẹ đúng không? Còn đi tới lui nổi à con. Dạ. Còn thằng này cũng đi tới. Nhà không ổn à, đi vòng vòng nhà thôi hả? Dạ. Anh tên gì vậy anh? Dạ, ta ở ngoài tên Giá, ông tên Trơn. Tạ Văn Trơn. Tạ Văn Trơn hả? Tạ Văn Trơn đúng không bà? Ờ, Tạ Văn Trơn con. Dạ, Tạ Văn Trơn. Anh về Tạ Văn Bé. Tạ Văn Trơn với anh là Tạ Văn chú này, Tạ Văn Bé. Ừ. Dạ. Chú bé là bà nói sáu mấy rồi đó hả? Nói sáu ba. Dạ. Bà ơi, cho con hỏi năm nay bà được bao nhiêu tuổi rồi? 87 con. 87 rồi đó hả? Mà còn minh mẫn dữ vậy đó hả? Ờ, trời ơi. Giờ hai lỗ tai cô riết cắt hả? Dạ. Nó nhức cái đầu bưng tai khô nhưng mà đâu có mà nghe rõ mà. Ờ, còn nghe. Dạ. Nói lớn thì cô nghe. Dạ. Nói nhỏ nhỏ không nghe. Cho con hỏi thăm tên bà cái được không? Nguyễn Thị Định. Bà là Nguyễn Thị Định hả? Ừ, Nguyễn Thị Định. Dạ. Bến Tre là Nguyễn Thị Định. Dạ. À, còn tên với bà Nguyễn Thị Định đó. À. Dạ. Nhưng mà sao bà này khổ quá. Nguyễn Thị Định đó. Dạ. Bà ơi, bà có tiền nhà nước rồi đúng không? Có con. Dạ, được 270 hả bà? 270. Dạ, rồi mấy chú này với anh này có không? 504. Hai người hả? Một người 540 ngàn con. Dạ, một người 540 ngàn. Ừ. Vậy là ba mẹ con được có triệu mấy thôi. Ờ, triệu mấy. Là đủ sống á. Ừ. Dạ. Sống gì không đủ thuốc mang cô nữa. À vậy hả? Không đủ thuốc nữa. Uống thuốc, cô uống thuốc còn tim. Bà uống thuốc tim. Ừ. Dạ. Rồi hai nhức đầu. Hai anh có uống gì không? Không. Thằng này sưng nách mà mấy bữa gài uống thuốc đó. Dạ. Ừ. Con... hai cái nách muốn sưng. Cái chú này có uống gì không bà? Không. Dạ. Mà chú không biết gì hết luôn hả bà hả? Không biết gì sao nó còn. Ôi, không, không nói nữa. Không nói chuyện luôn không. Hả? Không. Tối ngày không nói là mới cho nó uống nước á. Nó đi nó xỉu xỉu còn á. Rồi ai chăm? Anh chăm hả? Anh chăm anh trai hay là ai chăm? Chăm sóc á? Ai tắm rửa? Thì đây vòng vòng đây tắm rửa. À gì hả? Nó quay lại vậy á. Ừ. Rồi mình được mấy anh em anh? Có ba không anh em mà. Mấy anh em? Bốn mà bốn hai người kia có vợ. Có vợ thôi. Vậy hả? Ừ. Hai người là cùng nam luôn hả? Nam không. Dạ. Cô là... đẻ 8 thằng trai. Con chủ. Chết 4 còn 4. Dạ, được 8 người con trai mà mất hết 4 rồi. À, còn có 4 người. Còn 4 người. Còn 2 người thì ly lập gia đình riêng rồi. Ừ, có vợ. Dạ. Vợ cũng nghèo hả con? Ở xa không bà? Hả? Ở xa không? Lập gia đình lấy... Đưa đây qua bên Tiền Giang á, đi ca làm cây bển á. À, bên Tiền Giang ha. Ừ. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ ba mẹ con cứ sống nhờ tiền của nhà nước cho vậy thôi ha. À, dạ. Có một phần nhà đây. À, có cái mảnh đất nhỏ nhỏ trong nhà vậy đó. À. Rồi cây trái ai trồng mà con thấy trái cây quá trời vậy kìa. Ở đất của người ta. À, đất của người ta hả? À. Cô có từ đây rồi qua đây thôi. Dạ. Ai bên giàu của người ta không? Rồi cái nhà đó nhà nước cho hả bà? Hả? Cái nhà trên là nhà nước xây cho hả? Hồ đó ông chồng con. À, ông còn thì ông còn ông làm. Ông là. Còn ông chết cái rồi con cháu nó hôm mới cái nhà nè hả. Mà cất cho cái nhà dưới nhà ở cho nó mát vậy đó ha. Ừ. Dạ, cái con cháu lại lợp giùm cho cái nhà đó. Dạ. Đậu đậu lại lợp giùm mà ăn không ăn tiền ăn gạo thân. Dạ. Chấm lại cho ăn đứa 1 triệu 5 tâm lợp giùm cái nhà đó. Dạ. Nhà tên đó. Ừ.
Rồi bà bây giờ 87 tuổi rồi mà còn cơm nước đồ tự lo cho hai người con đó hả? Đi nấu cơm điện á con. Dạ. Mấy cái gốc này bà chồng hả bà, gốc bưởi rồi nè. Ông trồng hồi xưa đó nghe nói phải không? Hồi đó ông trồng hồi đó bây giờ á. Ừ. Có nghĩa. Ông mất chắc lâu rồi hả bà? Là ông mất năm 60 năm nay ông 89 tuổi. Ồ dạ. Ông mất 60 á con. Dạ, là gần Ông đau 30 năm xơ đó. gan, ông xơ gan. Gần 30 năm rồi đó. Dạ. Đó, ông nằm đó đó. Ừ. Trời ơi, 87 tuổi mà thấy còn khỏe mạnh ha. Trời ơi, bữa hổm nè, xỉu té lỗ cái đầu nè, Dạ. đập vô đây. Cái thằng nhỏ bển nó thằng này kêu thằng nhỏ bển đỡ lên nằm đây hồi mới tỉnh lại. Dạ, cơm nước đồ là bà tự làm hết trơn hả? Dạ. Rồi Đã nghe rõ ghê luôn á, nói sao chuyện nghe rõ ghê luôn. mà sao sao bà À, tự nhiên tối xăm mèo mặt á con. Dạ. Ở đó bước xuống đây nè, tính lại đây đây đang nằm. Cái đi không ta cái đập vô đây nè, cạnh này nè, vô đây. Thế ù cái đầu nay cách tuần lễ rồi. Dạ. Dạ. Đi bệnh viện luôn bà. Bệnh gì? Chích thuốc, chích cái muối đồ con. Dạ. Miệng nó lặn. Bà rồi rồi hai cái người con đó thì hai người con trai kia thì ở bên nhà không, bên nhà vợ không ha, đi làm không ha, Đi lâu lâu làm mới về thăm bà thôi lâu về thăm á con. ha. Dạ. Đủ đủ không bà, cuộc sống của ba mẹ con người có tạm ổn không, có Trời đủ không ơi không đủ con ơi, vậy hả? con cháu nó thấy vậy hoàn Dạ cảnh rồi thương. họ cho gạo ăn ha, cho Dạ này kia trở lại cho cô, dạ thấy hoàn cảnh cô ba mẹ con vậy nè dạ họ chở đồ là họ cho chứ mình không có lợi. Bà chú là bị vậy từ nhỏ luôn hả bà hả? Mới đây hả? Mới 3 năm nay à? Vậy hả? Mới có 3 năm nay thôi. Hồi Còn đó trước nó trước cũng đó là tàn tật còn và còn khỏe phải không? Còn đi làm lo cho cũng bà đi được đúng làm không? được. Mới bị có 3 năm nay. Bị Ba xe năm hay là bị sao hay là gì á bà? tự bệnh hả? Từ bệnh từ phát mà mất trí nhớ vậy thôi hả? Tội quá ha. Giờ không biết gì mà cũng nói chuyện luôn. Không nói chuyện, ai dạ. hỏi hỏi Anh nói chuyện với bà không bà? Không, dạ cũng tối không ngày nằm đó bắt lại vô nghe vậy thôi. Dạ. Nhưng mà bà kêu thì nghe ha, thấy mẹ kêu nghe lời ghê luôn á chứ. Kêu xuống đây ngồi nói chuyện thì xuống. Xuống ngồi một mình vậy đó. Thấy tội vậy đó. Tội nghiệp, Hà nó biết hoàn cảnh cô á. Dạ. Tội nghiệp lắm, nó xin vợ đinh nghị trở xuống giùm nó cho. Cái chị này là cháu của bà ha. Cháu kêu Cháu. bằng cô ruột á ha. Dạ, đấy, dần con vô đó. Dạ. Thì con mới biết hoàn cảnh của bà chứ con không có biết đâu, bà ở trong Tội nghiệp trong vườn đó. có mình gì đâu, ai biết đâu. Tội nghiệp, ừ. nó thương cô cũng như cha mẹ. dạ Thấy hoàn cảnh cô vậy nè, thấy tội nghiệp. dạ bà ơi, cái có cái hộp sữa với cái chai dầu của cô Julie Hoàng ở bên Cali của Mỹ á bà, cô gửi biếu cho bà để bà pha mà uống nha, với chai dầu. Cái dầu thích ha. Dạ, chai dầu Để để cảm sức. ơn nha con. À, cảm ơn cái cô đó ở bên Mỹ, bà nói thì cô nghe Cô của chứ không phải là Mỹ. của cái cô này đâu. Cô con. Thế hả? Dạ. Cô này thôi À, không không. phải. Bà nói vô đây là cô đó nghe được Thế hả? hả? Chứ, Vậy chứ em nói cảm ơn nha cô, cảm ơn cái bà cho sữa với cho đúng rồi, dầu. đúng rồi. Dạ, cô Julie Hoàng đó. Dạ, chứ cô này làm chị có, Tưởng cô này đi chung với con thôi à. ra cô này cho rồi cô cảm ơn. Kể bà biết pha sữa mà đúng không? Biết. À, dạ, vậy là được rồi. Thấy 87 tuổi đó. Pha uống Dạ, cho đúng nó rồi. ấm ấm. Bà uống mình thôi ha. Ba đi. Dạ. Nói chung là Cái chai dầu đó thì là chai dầu trắng bà, nhưng mà nó giống như chai dầu xanh của mình đúng rồi, nước xanh nè, cũng như nước xanh của đúng mình nước hả xanh con? đó, đúng rồi, mà nó màu trắng đó, Nó màu trắng cái đó nên bên Mỹ nó gửi về đó. Bên Mỹ gửi về đó, quý lắm á quý lắm, ở bển này gửi về cái gì cũng quý hết trơn á con. Dạ, vậy thôi mừng. Xuống nó cho này cho kia cô con. Dạ. Bà ơi, hôm nay con ghé con thăm ba mẹ con á. Có đó, bà Lạc Thị Son với cái chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung ở trên Long Xuyên An Giang á. Hả, có gửi biếu cho bà 2 triệu để mà mua đồ ăn nha. Dạ. Dạ cảm ơn hai chị em con ha. À không, không phải. Cái này là của hai mẹ con ở xa. Đây hả? Dạ. Bên này gửi cho cô. Dạ đúng rồi, cho bà.
Dạ. Thì sao thay mặt cảm ơn giùm cô nha. Đúng rồi, dạ. Chứ giờ biết mà ở đâu mà đi. Đúng rồi, bà minh mừng ghê ha. Để cho con xíu đi, con quay cái tiền cái. Anh để công rồi anh quay. À, rồi. Đây là của hai mẹ con bà Lạc Thị Son, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung ở Long Xuyên, An Giang. Rồi, nó cô cảm ơn hai bà. Rồi. Hai cô đó. Dạ, hai mẹ con. Hai mẹ con. Rồi, bà cất đi, cất vô túi đi. Cất vô túi đi. Cảm ơn nghe con. Đó, một tờ vậy bà biết bao nhiêu không? 5 tâm ha. À dạ, đúng rồi. Đúng rồi đó. 4 tờ trong á nha. Dạ, coi chừng nó dính á. Không có. Dạ. Thôi để dành mua đồ ăn ha. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn hai cháu đi xuống với cô nè. Rồi, mỗi lần đi, đi chờ bà đi hay là bà gửi? Gửi không à. Ờ, bây giờ đâu có đi xa được ha. Không. Ừ. Giờ đi vòng đây à con. Dạ. Mà nó mệt hoài ha. Rồi mai mốt mà già rồi thì hai người này ai chăm vậy bà? Có lo không? Thì cũng có nhà mấy đứa anh á. À, mấy anh em ha. À. Dạ, rồi mai mốt họ về họ chăm. À, dạ, nếu mà bà mà trăm tuổi già. Trăm tuổi già thì người anh ấy chăm giùm. Dạ. Ừ, chứ thấy hai em thấy cái này là anh này chắc anh đâu rồi bà? Anh này thiếu ba người thứ hai chết rồi. Có hai đứa con chết rồi, người thứ ba nó đây. Người thứ tư với người thứ năm, còn thằng này là thứ sáu, Út. Út, dạ. Rồi vậy thôi con thăm bà cái giờ con đi ha. Vậy rồi, cảm chào ơn bà nha. Dạ dạ. Tụng nghiệp hết chứ. Chào bà. Rồi chào anh ha. Dạ. Tụi nghiệp hết chứ, nhà con Hà này chứ hôi mấy em đâu có biết còn đi. Đúng rồi, dạ. Bữa hổm anh xuống anh nói em.